Chiều ngày 6 tháng 10, Công an huyện Thống Nhất đang phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông Suối Tre, Công an tỉnh Đồng Nai, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, khiến một người tử vong. Theo đó, trưa cùng ngày, xe khách giường nằm hãng An Anh, hiện tài xế đã rời khỏi hiện trường, di chuyển trên quốc lộ 1A, theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Khi đến đoạn qua xã Hưng Lộc, tài xế xe giường nằm lấn tuyến vào làn hỗn hợp cấm xe khách trên 16 chỗ, rồi va chạm với xe máy đi cùng chiều, do một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển. Vụ va chạm làm người điều khiển xe máy té xuống và bị bánh sau xe khách cán tử vong tại chỗ.